Mỗi hành động nhỏ đều mang ý nghĩa. Tắt khi không sử dụng. Là góp phần thắp sáng cho hàng triệu gia đình. Vì một tương lai xanh, cùng Sunspec chung tay cho cuộc sống tươi đẹp. Mến. Thông thường chương trình Không Gian Xanh thường giới thiệu với mọi người về những công trình nhà ở. Thế nhưng ngày hôm nay thì Ngọc Hân cùng với kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về một không gian của một trường đại học mang đầy những màu sắc của những không gian xanh. Có phải vậy không anh Nghĩa? Vâng, đúng thế Ngọc Hân. Trường đại học này là một cái trường mà mình mong muốn mang được nhiều cây xanh đến cho sinh viên càng tốt. Và sinh viên ở trong một cái không gian có nhiều cây xanh, những cái mái nhà xanh cũng như là từ những cái ô cửa sổ đã có những cây xanh. Dạ. Như vậy chúng ta sẽ cùng đi tham quan và anh sẽ chia sẻ kỹ hơn cho Ngọc Hân cũng như là quý vị khán giả về công trình này được không ạ? Xin mời Ngọc Hân. Dù là đã được biết công trình này từ rất là lâu ở trên báo chí và truyền hình rồi, thế nhưng mà ngày hôm nay được tận mắt đến và chứng kiến thì đã ấn tượng ngay từ đằng xa rồi anh Nghĩa. Không biết là từ đâu anh lại có ý tưởng thiết kế một công trình mà đặc biệt và nó tạo ấn tượng ngay từ cái hình khối đầu tiên như vậy ạ? Từ lâu thì mình đã có cái mong muốn là tạo ra nhiều các cái công trình mà có nhiều cái mảng xanh đem lại cho những cái thành phố như Sài Gòn và Hà Nội nói riêng và những cái đô thị nói chung được có nhiều thêm cái mảng xanh. Dạ. Thì cái công trình này là cái ý tưởng nó bắt đầu từ cả cái bồn cây trồng lên nhau. Và cả cái bồn cây trồng lên nhau nên mỗi cái ô cửa sổ nó đều có những cái cây rất là lớn là che ở đằng ngoài. Và cả cái bồn cây đó nó sắp lên nhau nó tạo thành một cái mặt tiền rất là lạ. Và đặc biệt là cái này là cái khối, tức là giống như là cái cổng của cái trường ấy. Thành ra là nó có những cái chỗ đi lên đi xuống này tạo ra một cái hình ảnh giống như một con rồng từ tiết tấu của các cái bồn cây đó. Tức là chúng ta sẽ phủ xanh từ nóc nhà cho đến là cả những cái mặt dựng đằng trước và đằng sau của công trình đúng không anh? Đúng rồi. Và cái cây xanh nó trở thành giống như một phần của tòa nhà đó, chứ không phải là sau khi làm xong tòa nhà là chúng ta trồng cây xanh lên, mà từ đầu thiết kế là cả cái bồn cây nó tạo thành cái mặt tiền của cái công trình. Và mái của công trình là trở thành một công viên mà giống như cái chỗ để đi bộ tập thể dục cho tất cả các em sinh viên hoặc là giáo viên, những người làm ở đây. Và vì thế cho nên nó cũng khá là lạ lùng một chút. Wow. Tức là ngay từ những bản thiết kế thì cây xanh đã trở thành một cái phần không thể thiếu ở trong công trình, chứ không phải là chúng ta xây dựng một công trình sau chúng ta mới đặt để những cái cây xanh chỉ ở lớp vỏ phía bề ngoài đúng không anh? Đúng là như thế. Cái công trình gần như là tôn vinh những cái cây xanh, và cây xanh trở thành một cái diễn viên chính trong cái công trình của mình. Và cái đó nó là một cái thông điệp để cho những cái thành phố như là Sài Gòn và Hà Nội là có thêm nhiều cây xanh hơn nữa, bởi vì chúng ta có hai thành phố lớn
là một trong những cái thành phố cây xanh nhất thế giới. Vâng, và em nghĩ rằng là bất kỳ một cái công trình nào ở Hà Nội này, dù là nhà ở hay là những công trình công cộng hay là trường đại học như thế này, mà đều có được một cái tư duy mà sử dụng cây xanh làm điểm nhấn chính như vậy, thì chắc hẳn là chúng ta sẽ có một cái thành phố mà phủ đầy màu xanh, phải không anh? Thứ nhất là phủ đầy màu xanh, và thứ hai là cái cảnh quan nó sẽ rất là dịu mát hơn và nó sẽ hài hòa so với cái những cái mái tôn lộn nhộn như bây giờ, thì nó sẽ tạo thành một cảm giác khác. Đi từ trên máy bay nhìn xuống nó cũng thấy khác hơn, và những cái người từ xa, phương xa đến, người ta cũng sẽ thấy một cái bộ mặt của thành phố khác. Và anh nghĩ rằng là ở trong từng cái phòng học, khi mà học hay là giảng dạy, nhìn ra cái ô cửa sổ thì đều thấy cái màu xanh rất là xanh mát của những cái cây ngay trước cửa, hay là ở xa xa là những cái vườn cây lớn hơn, thì sẽ có một cái không khí lớp học mà chúng ta có nhiều cái sự sáng tạo hơn. Bởi vì khi mà được gần gũi thiên nhiên thì chắc chắn là con người chúng ta sẽ mở rộng cái tầm tư duy của mình hơn rất là nhiều, phải không anh? Đúng là như thế. Mỗi cái ô cửa sổ là một cái cây xanh lớn, nó vừa có cảm giác với mặt thị giác, một mặt nữa là những cái ngày mùa hè nóng ấy, nó sẽ là một cái lớp cây xanh nó chắn cái ánh sáng trực tiếp vào cái cửa kính, và cái thông gió qua đó nó sẽ làm cho công trình nó mát hơn. Và một trong những cái quan trọng nữa là các cái ô đó, trong đó nó chứa các cái máy điều hòa, mà cái máy điều hòa cục thôi chứ không làm máy điều hòa tổng, tức là người ta tiết kiệm được cái suất đầu tư, và khi cần thiết mới sử dụng máy điều hòa, còn không thì vẫn sử dụng thông gió tự nhiên. Và vì thế nên cái công trình này, cái về mặt sử dụng năng lượng điện thì rất là tiết kiệm so với những cái công trình khác. Wow, tức là một cái công trình nó không chỉ xanh thì nó mắt thường nhìn thấy, mà ngoài ra chúng nó còn xanh về cái mặt là tiết kiệm năng lượng, phải không anh? Rất là tiết kiệm năng lượng nhờ các cái cây xanh nó đã che chắn ở ngoài các cái cửa kính. Và vì thế nên trời mùa hè của Hà Nội nó cũng mát, người ta chỉ cần mở cửa sổ ra để dùng các cái phòng học ở trong đó thì tiết kiệm được rất là nhiều năng lượng. Mỗi cái ô cửa sổ như này nó sẽ có một cái cây rất là to như thế này. Dạ, đấy là cái khung cảnh mà chúng ta nhìn từ phía ngoài vào. Đúng rồi, dạ. Và chính là cái bồn cây nó nằm ở dưới này, và mỗi cái nó nuôi những cái cây như này để nó tạo thành các cái bóng mát cho cái khu vực cửa kính này. Dạ. Cửa kính thì thứ nhất là nó đã nằm sâu cách khoảng ngoài khoảng 1.2 m hơn rồi. Và sau đó nó lại được che chắn bởi cả cái cây xanh như này nữa. Không khí thì vẫn thông thoáng nhưng mà nắng trực tiếp thì nó giảm xuống. Dạ. Thành ra là cái lượng sử dụng máy điều hòa nhiệt độ, máy lạnh cho cái công trình là rất là thấp. Em thấy rằng là đây anh để một cái khoảng thông tầng rất là rộng lớn. Không biết là anh đã phải thuyết phục chủ đầu tư khó khăn lắm không? Bởi vì là thường mọi người sẽ rất là thích tận dụng những cái diện tích để có thể là thêm được một phòng học hay là một cái diện tích để sử dụng vào những công việc khác chẳng hạn. Đúng thế, tức là nếu mà một cái trường đại học mà mình làm cả cái hành lang dài hun hút ấy, mà không có cái chỗ thông tầng để nó biến chuyển cái không gian đi thì nó rất là tối tăm, mà cũng như là nó bị quá. Wow. Và cả cái không gian là cứ thấp giống nhau như thế thì là đối với sinh viên cũng là một cái sự mệt mỏi. Thế nên để có những khoảng thông tầng như này thì nó vừa tạo ra những cái sự khác biệt, nó có cái sự liên kết, cũng như là tạo cho người ta cái cảm giác mà thoáng mát hơn. Và đương nhiên là chủ đầu tư thì người ta muốn là làm được càng nhiều diện tích càng tốt. Nhưng mà phía trường ở đây, chủ đầu tư ở đây thì họ cũng rất là cởi mở trong cái việc cho phép mình tạo ra những cái không gian khá là thú vị. Bởi vì đối với họ, cái hoạt động dạy học không đơn thuần chỉ là một cái việc dạy ở trong lớp, mà là những cái kết nối với thiên nhiên, sự sống trong hài hòa với thiên nhiên cũng là một trong những cái chủ trương của lãnh đạo trường ở đây. Khi mà được học ở một cái ngôi trường mà có những cái cảnh quan rất là rộng mở và rất là gần gũi, và đặc biệt là mang cái tính sáng tạo rất là nhiều như này, thì chắc hẳn là sinh viên sẽ học tập được tốt hơn và có một cái tư duy rộng mở hơn rất là nhiều, đúng không anh? Mình cũng hy vọng là thế, và cũng hy vọng là mọi người sẽ có cái tình yêu thiên nhiên hơn, sống gần gũi với thiên nhiên hơn. Thân mến, từ kinh nghiệm thiết
cái công trình vừa rồi, thì anh có thể chia sẻ cũng như là tư vấn cho những khán giả của chương trình Không Gian Xanh làm thế nào để chúng ta có thể đặt để cũng như là trồng những cái cây xanh lớn ở mặt tiền của ngôi nhà được không ạ? Thực ra là cái nguyên lý của nó rất là giản dị. Nếu như các bạn có thể xem được những cái bonsai mà người trồng trong những cái bồn nhỏ nhỏ ở trên ở trong vườn một khu vườn ai đó chẳng hạn thế, thì thấy nó đã là cái nguyên lý là dễ rồi. Thì trên những cái tòa nhà hoặc là trên những cái mặt tiền của ngôi nhà, nếu mà chúng ta thiết kế và có sự chuẩn bị trước các cái bồn đó là giấu vào trong các cái công trình ấy, thì mình có thể thậm chí trồng được cái cây rất là to như ở công trình này là bình thường. Và cái hệ thống chống thấm nên để độc lập ra, tức là có nghĩa là cái sàn nhà, xong sau đó chúng ta làm thêm một cái bồn cây chúng ta đặt vào. Và cái bồn cây đó bây giờ chúng ta có thể làm bằng bê tông sợi thủy tinh rất là mỏng, khoảng ở độ 2-3 cm cũng có thể, những có cái bồn đựng được một khối đất ấy. Thì mình có thể trồng được cái cây lộc vừng hay những cây xanh, cây si rất là to ở trong cái mặt tiền nhà đó rồi. Tức là chúng ta cần phải tính toán và có cái sự chuẩn bị trước cho tất cả những cái việc mà trồng cây xanh như vậy, chứ không phải là làm những ngôi nhà xong bắt đầu mới nghĩ đến cái chuyện là làm thế nào đặt để cây xanh lên, đúng không? Đúng rồi. Và một trong những cái quan trọng nữa là cái vòi nước nó chạy đến đó luôn. Để có thể chúng ta sau này lắp cái hệ thống tưới tự động, một ngày nhỏ mấy giọt đó chẳng hạn, thì nó rất là tiết kiệm nước. Hoặc là có cái vòi nước đến đó rồi, chúng ta chỉ cần vặn ra là được thôi. Để tránh cái tình trạng là phải đi xách nước đi tưới từng cái cây, thì nó sẽ ví dụ như là hàng trăm cái cây ở trên cái mặt tiền cái nhà này thì không thể nào làm như thế được. Và vì thế cho nên là thứ nhất là cái bồn cây nên đặt độc lập ra và cái vòi nước bắt đến đó luôn. Và thứ ba nữa là nên chọn cây phù hợp, tức là cây có những cái cây nó có bao nhiêu đất thì nó sống bấy nhiêu, như cây xanh chẳng hạn này hay cây lộc vừng chẳng hạn này. Cây lộc vừng hoặc cây xanh nó có thể rất là to, nhưng mà trong những cái trường hợp mà nó có ít đất hoặc có ít đất nước thì nó vẫn nhỏ. Xin cảm ơn anh Nghĩa về những tư vấn hết sức cụ thể vừa rồi, và thay mặt cho chương trình thì Ngọc Hân cũng có một kỷ niệm chương dành tặng cho anh. Cảm ơn Ngọc Hân, cảm ơn chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, ngôi trường đại học với những hình khối lạ mắt và phủ đầy không gian xanh mát của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa đã khép lại chương trình Không Gian Xanh ngày hôm nay. Ngọc Hân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau. Hành động nhỏ đều mang ý nghĩa. Tắt khi không sử dụng. Là góp phần cải thiện môi trường sống. Vì một tương lai xanh. Cùng Sunspec, chung tay cho cuộc sống tươi đẹp.